Xin gửi lời chào đến tất cả quý vị và các bạn đang theo dõi kênh Cua Đất TV. Hiện tại thì em đang di chuyển trên tuyến lộ tẻ Rạch Sỏi hướng từ cầu Vàm Cống đi về Rạch Sỏi của tỉnh Kiên Giang. Hồi xưa ở đây gọi là tuyến cao tốc CT02, là cao tốc lộ tẻ Rạch Sỏi, nhưng mà gần đây thì mình thấy là các cơ quan chức năng rồi cũng như là các cơ quan báo đài cũng gọi đây là tuyến lộ tẻ Rạch Sỏi chứ không gọi là cao tốc lộ tẻ Rạch Sỏi nữa, tại vì đường cũng tương đối xấu, ổ gà ổ voi rất là nhiều thì không có đủ tiêu chuẩn để mà thành đường cao tốc, nên là các cơ quan chức năng cũng đã đầu tư một số tiền cũng mấy trăm tỷ đó mấy anh chị, để mà tiến hành nâng cấp sửa chữa tuyến lộ tẻ Rạch Sỏi này thành tuyến cao tốc lộ tẻ Rạch Sỏi. Nhưng mà các anh em tài xế ở miền Tây cũng gọi đây là cái cao tốc lộ tẻ Rạch Sỏi thôi, tại vì những ngày đầu tiên đây là cái đường cao tốc mấy anh chị, là có ký hiệu là CT02, nên là các anh em tài xế cũng quen rồi, mà bản thân mình cũng vậy. Mỗi lần mình qua đây thì mình cũng gọi đây là cái tuyến cao tốc lộ tẻ Rạch Sỏi thôi, chứ mình không có gọi đây là đường lộ tẻ Rạch Sỏi mấy anh chị. Kể cả ở trên bản đồ Google Maps, rồi Apple Maps, rồi cũng như là những cái bản đồ chỉ đường đó thì cũng ghi đây là cao tốc CT02, là cao tốc lộ tẻ Rạch Sỏi chứ không có gọi là đường lộ tẻ Rạch Sỏi nha. Đây thì cũng từ những ngày thông xe đầu tiên á thì cái tuyến cao tốc này thường xuyên có xe gắn máy chạy vào cao tốc, mà đến bây giờ thì mình thấy là cái tình trạng xe gắn máy chạy vào cao tốc vẫn còn diễn ra như cơm bữa luôn mấy anh chị. Đường cao tốc ở đây tuy là những ở đầu đường đó thì cũng có những cái biển cấm xe gắn máy, xe thô sơ, cấm người đi bộ, xe đạp, những cái xe ba gác không có được vào, nhưng mà mình thấy là lần nào mình đi ngang đây thì tình trạng xe gắn máy vào cao tốc vẫn còn diễn ra. Phía trước mặt màn hình quý vị và các bạn theo dõi đi ạ. Đó, đang được nâng cấp sửa chữa nha các bạn. Đó, mấy cô chú anh chị khán giả xem là phía trước là có một cái chiếc xe máy đang vượt cái chiếc xe tải luôn ạ. Trời ơi, xe gắn máy ở đây là chạy còn nhanh hơn xe tải, xe ô tô nữa, tại vì lên đây ổ voi ổ gà nhiều quá, nên là những cái xe ô tô, xe tải, những giống như xe của mình ở đây á thì không có chạy nhanh được. Xe gắn máy lên đây còn chạy còn nhanh hơn xe ô tô nữa mấy anh chị. Cả hai chiều luôn nha. Mình thấy là cái chiều từ Rạch Sỏi đi về cầu Vàm Cống đó thì xe gắn máy, người đi bộ, rồi xe đạp nãy giờ mình thấy nhiều lắm. Ở đây nè, đó, một cái tình trạng nói diễn ra hàng ngày, rất là nguy hiểm và tiềm ẩn rất là nhiều nguy cơ về tai nạn giao thông anh chị. Các anh em tài xế ở miền Tây vẫn gọi đây là cái cao tốc lộ tẻ Rạch Sỏi thôi, chứ không có gọi đây là cái đường lộ tẻ Rạch Sỏi. Đó, xe chạy song song với xe ô tô luôn nha. Hiện tại thì các cơ quan chức năng đang tiến hành nâng cấp sửa chữa cái tuyến lộ tẻ Rạch Sỏi này thành cao tốc lộ tẻ Rạch Sỏi. Một số đoạn nãy giờ mình chạy ngang thì mình thấy là máy móc thiết bị cũng đang tập trung rất là nhiều để mà dặm vá lại mặt đường, rồi thảm bê tông nhựa, rồi một số đoạn nào mà hư nhiều quá thì các cơ quan chức năng tiến hành tháo gỡ cái mặt đường luôn, tháo dỡ toàn bộ mặt đường để mà thảm bê tông nhựa lại tất cả như mới luôn. Và mình thấy nãy giờ một số đoạn là thảm bê tông nhựa lên một đoạn mặt đường lên, nâng lên được rất là cao ha. Thì có thể là trong vài ngày hôm sắp tới nữa thì các đơn vị thi công sẽ tập kết máy móc thiết bị nhiều hơn và thi công nhiều đoạn hơn. Nãy giờ phía bên làng của mình ở chạy đây thì chưa có chỗ nào mà nâng cấp cái mặt đường, tại vì mình thấy các đơn vị thi công làm ở phía bên trái màn hình trước không à, làm một bên xong trước rồi mới tiến hành xong làm một bên còn lại mấy anh chị. Ở đây thì có ký hiệu là CT02, rồi sắp tới là sẽ có một tuyến cao tốc trục ngang
kết nối với tuyến cao tốc này, có ký hiệu là CT34, là cao tốc Châu Đốc Cần Thơ Sóc Trăng, sẽ có một cái nút giao với tuyến Lộ Tề Ra Sở này, giao với cao tốc CT02 này. Sẽ có một cái điểm tách, điểm nhập lên cao tốc Châu Đốc Cần Thơ Sóc Trăng. Rồi, phía trước mặt màn hình quý vị và các bạn đang thấy đó là máy móc thiết bị cũng như là các đội thi công đang làm việc ở đây rất là nhiều đây. Đó, bắt đầu là nâng cấp mặt đường ngay tại vị trí này, tại vì chỗ nào hư hỏng nặng quá thì các anh sẽ làm trước, mấy anh chị ưu tiên làm trước rồi bắt đầu là tới mấy cái đoạn khác. Công nhận cái chỗ này mặt đường xấu, rất là xấu luôn. Ổ voi, ổ gà quá nhiều mấy anh chị. Ở đây thì các đội thi công đó thì chặn hết một làn đường rồi, nên là các anh em tài xế của mình chỉ còn một làn chạy thôi, nên là các anh em mình cũng chú ý quan sát khi qua những cái đoạn mà đang thi công như vậy ha. Chỗ nào thi công thì mình thấy là các anh tiến hành rải đá lên rất là cao, cao hơn cái mặt đường của mình đang chạy nè, rồi bắt đầu là thảm thêm một lớp bê tông nhựa nữa. Nhưng mà bê tông nhựa thì chắc không phải một lớp đâu, chắc cũng khoảng 2 lớp, 3 lớp thì phải. Đó, chỗ này là thảm bê tông nhựa xong rồi nè mấy anh chị. Xong rồi nè. Đó, xe lưu đang làm việc nè. Đó, nâng lên cũng cao ha, mặt đường cao mấy anh chị. Tại vì cao tốc ở đây mình không có dừng được, tại vì xe chạy quá trời luôn, không có dừng, không có quay mấy anh chị được. Rồi, tới đây là mấy anh chị ơi, đây là cái điểm tách nhập của tuyến cao tốc CT02 với tuyến cao tốc CT34, là cao tốc Lộ Tề Ra Sỏi và cao tốc Châu Đốc Cần Thơ Sóc Trăng. Ở chỗ đây thì sắp tới thì các đơn vị thi công sẽ tiến hành gác dầm. Gác dầm từ bên đây qua bên kia này. Chỗ này thì đang thi công các trụ rất là nhiều rồi ạ. Đang thi công thép trên sà mũ chuẩn bị bơm bê tông. À, chỗ này máy móc thiết bị quá hoành tráng luôn ạ. Nghe cái nút giao này rất là lớn. À, hôm trước thì mình có quay live cam một lần rồi mấy anh chị, nếu mà chưa có xem cái nút giao này thì có thể là tìm lại trong kênh của Cua Đất TV, bấm là nút giao cao tốc Châu Đốc Cần Thơ Sóc Trăng với cao tốc Lộ Tề Ra Sỏi thì sẽ ra cái video đó ha. Đó, phía bên trái màn hình mấy anh chị đang xem là có xe máy rồi chạy đó. Đây thì người dân đi ruộng, đi vườn, rồi đi làm, rồi nhiều khi đi lạc đường đó, cũng chạy vào cao tốc này, nhất là các nông dân đi ruộng chạy vào thấy cũng rất là nguy hiểm. Dù là cao tốc hay là tuyến cao tốc, tuyến Lộ Tề Ra Sỏi gì thì ở đây những cái đầu đường thì cũng có những cái biển báo cấm xe gắn máy, nhưng mà chạy vô như vậy thì mình thấy là đã sai luật rồi, cũng rất là dễ gây tai nạn giao thông nữa mấy anh chị. Đó, nãy giờ em chạy mấy anh chị có thấy xe đông không ạ? Từ những ngày mà thông xe tới giờ thì mình thấy tuyến cao tốc này rất là vắng xe. Tại vì thứ nhất là đường xấu, thứ hai nữa là không có trạm dừng chân, không có trạm dừng nghỉ, không có cây xăng, rồi ổ voi ổ gà nhiều, rồi cầu cũng nhiều nữa, lên những cái dốc cầu thì không có được êm, lên nó rất là dằn, rồi không có quán ăn quán xá gì cả, nên là xe khách rồi cũng như là xe tải chở hàng, rồi nói chung là các anh em tài xế thì hay chọn đi ở quốc lộ 80, ở đó thì có cây xăng, quán xá, quán ăn, quán cà phê đồ, mình cũng có chỗ nghỉ ngơi, chứ lên đây thì tìm chỗ nghỉ ngơi cũng khó mấy anh chị, mà đường quá xấu.
tuyến Lầu Tại Trà Sỏi này dài khoảng 50 km, có thiết kế là 4 làn đường. Sau mới có mấy năm đưa vào khai thác sử dụng thôi mà bây giờ đã xuống cấp trầm trọng rồi. Và hiện tại thì ban quản lý dự án yêu cầu là các đơn vị thi công nâng cấp sửa chữa mặt đường của tuyến Lầu Tại Trà Sỏi này phải tăng ca tăng kíp để mà đảm bảo hoàn thành đúng theo tiến độ đề ra. Hiện tại thì cũng đầu tư một khoản tiền cũng rất là lớn để mà nâng cấp cái tuyến Lầu Tại Trà Sỏi này. Lên đây thì tốc độ cho phép là chạy được 80, nhưng mà mình nhiều khi mình lên đây mình chạy có 40 thôi anh chị, 40 50 thôi chứ không có chạy được nhanh, tại vì đường xấu quá. Cái đoạn này đỡ ha, một số đoạn còn ổ voi ổ gà nhiều nữa. Ở chỗ này là cũng đã dặm vá rồi nè, cũng đã sửa những cái ổ gà lại rồi nè, chứ không thôi là chạy cũng rất là dằn. Nhất là những cái dốc cầu là bị sụp, bị lún rồi, chạy không có được êm. Lên dốc cầu là bị tưng tưng ha. Một số anh em tài xế cũng hay gọi vui, cũng như là một số hành khách mà đi cái tuyến cao tốc Lộ Tại Trà Sỏi này thì cũng hay gọi vui là đây là cái cao nóc chứ không phải là cao tốc. Tại vì khi mà mình dằn thì cái đầu mình nó đụng nóc xe luôn. Phía bên trái màn hình quý vị và các bạn đang theo dõi đó là một cái chiếc xe Honda của nông dân đang đi ruộng đi vườn gì đó, đang đi thu hoạch chuối quen đường đó. Đó cũng chạy vào cao tốc. Mình cũng xin lỗi tất cả quý vị và các bạn, tại vì trước giờ thì mình cũng hay quen miệng gọi đây là cái cao tốc Lộ Tại Trà Sỏi rồi, tại vì những cái ngày đầu thi công là gọi đây là cái cao tốc, mà gần đây là mới sửa tên thôi, gần đây là mới sửa thành là tuyến Lộ Tại Trà Sỏi thôi. Nhưng mà cũng quen, anh em tài xế nào mà đi chạy xe trước giờ thì cũng quen đây là cái cao tốc Lộ Tại Trà Sỏi mấy anh chị. Cái hướng từ Rạch Sỏi đi về cầu Vàm Cống thì mình thấy là xe lưu thông nhiều hơn. Còn cái hướng của mình đang di chuyển là từ cầu Vàm Cống đi Rạch Sỏi thì xe ít hơn mấy anh chị, không có đông xe, rất là vắng luôn. Này buổi sáng mà còn như vậy là buổi tối chắc em nghĩ lâu lâu mới có một chiếc thôi chứ không có đông. Hai bên thì đang mùa nước nổi mấy anh chị, nên là nông dân bà con ở đây cũng bơi xuồng đi giăng lưới, đi đặt đú đặt vớn để mà bắt cá linh, bắt cá mà lên ruộng lên đồng đó. Mùa này là nước nổi là bà con là vô mánh luôn ngay cái mùa cá linh. Nhất là bà con ở miệt trên là ở An Giang nè, Đồng Tháp nè, Cần Thơ thì đây là một cái đoạn cũng tiếp giáp với An Giang mấy anh chị. Công nhận cái tuyến Lầu Tại Trà Sỏi này nhiều cầu khủng khiếp. Lên mấy cái dốc cầu đó không có được êm mấy anh chị. Nè, phía bên trái màn hình quý vị và các bạn xem là người dân đang đi bộ ở trên đường luôn đó. Biết là có biển cấm không cho người đi bộ, xe Honda, xe gắn máy thì không có được phép vào, nhưng mà mình đi cái tuyến đường này lần nào cũng thấy có rất là nhiều các phương tiện xe gắn máy chạy vào, giống như là cái đường quốc lộ ở ngoài thôi. Và một số anh em tài xế cũng nói vui đây là cái tuyến cao tốc xấu nhất Việt Nam, nói là mới có mấy năm thông xe thôi mà nát như tương của mấy anh chị ơi. Đó, lên chốc cầu đó dằn tưng tưng luôn mấy anh chị. Đó, tốc độ giờ mình chạy có 20. Rồi tiếp tục ở đây là một đoạn các đơn vị thi công đang chiếm hết một làn đường để mà nâng cấp sửa chữa đây ạ.
Đây tốc độ cho phép là 70 km/h. Cấm vượt. Rồi đây là công trường đang thi công 50 km/h. Chỗ này thì ngăn chặn hết một bên rồi, chỉ còn một bên thôi, nên là các anh em tài xế của mình nhẹ chân ga qua đây nha. Chỗ này là đang làm cái cầu lại nè mấy anh chị. Chỗ này là cái cầu đã bị lún rồi, đã bị sụp do cái dốc cầu đó, nên là chạy qua cái đoạn này đó, lên dốc là lạng quạng, là xe gầm thấp là vướng lường luôn, vướng gầm liền mấy anh chị. Chỗ này thì mặt đường cũng đã được dặm vá lại rồi, chỗ này ổ gà vá quá nhiều luôn đó, dù chấp vá rồi nhưng mà chạy thì không có được êm đó. Rất là trông trên, rất là dặn đó. Ở đây thì cũng giống như cao tốc Mỹ Thuận Cần Thơ rồi, cũng như là cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận, cũng có 4 làn đường như giống như vậy nè mấy anh chị. Bây giờ mình đã đi tới địa phận của tỉnh Kiên Giang rồi, nãy giờ là còn ở địa phận của tỉnh Cần Thơ. Rồi tiếp tục ở đây là cũng chặn một làn đường một bên để mà phục vụ thi công. Ở đây thì cũng làm cầu lại nè, cái cầu này chạy lên dốc rất là khó, tại vì nó cũng sụp hai cái dốc cầu. Từ đây thì mình đi tới lộ Tẻ Rà Sổ chắc khoảng 40 km nữa mấy anh chị. Ngay cái đoạn này thì ổ gà ít hơn đằng kia, nhưng mà cũng đã được dặm vá lại rồi, nên là cũng tạm tạm cũng đỡ đỡ mấy anh chị. Rồi tiếp theo là xe đạp chạy trên đường lộ Tẻ Rạch Sỏi này đó, phía bên trái màn hình đó mình thấy là bà con chạy xe đạp ngược chiều rất là bình thản. Chạy trên cao tốc đã thấy nguy hiểm rồi mà bây giờ còn chạy ngược chiều nữa, trời ơi. Nãy giờ là phía sau là không có thấy chiếc xe nào chạy luôn, chỉ có một mình em chạy thôi đó, hướng từ Vàm Cống chạy đi về Gà Sỏi, không có ai, xe nào hết, có một mình xe của em thôi. Trời ơi, không biết là lúc mà nâng cấp rồi sửa chữa rồi không biết có thu phí hay không thì cũng chưa biết, nếu mà ở đây thu phí nữa thì bà con đổ ra quốc lộ 80 đi thôi, tại vì ở đây đường nhỏ nữa mà không có quán ăn quán xá gì cả. Rồi tiếp tục ở đây là cũng sửa chữa cái dốc cầu, hai cái đầu cầu nè cũng bị sụp bị lún, bây giờ tiến hành nâng cấp. Ôi, khe cầu giãn đồ cũng hư hết rồi. Sửa cái này chắc cũng mấy tháng nữa mới xong mấy anh chị, tại vì rất là nhiều đoạn rất là xấu, chắc cũng phải mấy tháng.
Tiếp theo là dốc cầu nè, chỗ này thì cũng không có êm, lên dặn lắm. Trời ơi. Ôi ơi. Trời, chỗ này là xuống tốc độ tối đa luôn, chỉ thả chớn quả thôi chứ không có dám đạp ga luôn đó. Là các anh em tài xế của mình nhẹ chân ga qua những cái đoạn này nha. Để tập trung tối đa 200% nha. Đây, hiện tại thì ở trên bản đồ Google Maps vẫn cập nhật, đây là có tên là cao tốc Lộ Tẻ Rạch Sỏi nha. Tại vì cái tuyến Lộ Tẻ Rạch Sỏi là gần đây thì mình đổi tên thành thành đường Lộ Tẻ Rạch Sỏi thôi, chứ không có gọi là cao tốc nữa. Khi nào mà nâng cấp sửa chữa xong thì mới gọi là cao tốc Lộ Tẻ Rạch Sỏi. Ở đây là có ký hiệu là CT02. Đó, CT02 nè. Mấy anh chị thấy không, có ký hiệu à? Cao tốc CT02. Đây, ở đây thì người dân đang, trời ơi, đang xử con bò, con trâu, con bò gì đó. Làm ở trong nhà không làm mà sao làm ở đây luôn, em không biết luôn. Mần lấy thịt đó mấy anh chị. Trời ơi, dốc cầu này xuống mà hồi hộp. Mấy cái dốc cầu này nó cao, rồi những cái dốc cầu bị sụp nữa mấy anh chị, nên là xe nào mà gầm thấp quá thì qua cái chỗ này là mình phải lên xéo nha, lên xéo xéo, chứ không thôi mình lên thẳng luôn là có thể là bị dính lườn. Đoạn này thì mình thấy cũng có chặn đường để mà thi công nè, nhưng mà không thấy ai đi, không có ai, không có máy móc nào hết trơn. Chỗ này thì không có thấy máy móc gì cả. Không thấy anh công nhân kỹ sư nào hết. Hôm nay thì cũng đi trên tuyến Lộ Tẻ Rạch Sỏi này, chia sẻ cho tất cả các anh chị khán giả, các anh em tài xế của mình thấy được cái hiện trạng mới nhất như vậy, để mà mình cân nhắc trước khi mà mình có cái chuyến hành trình đi qua cái đoạn này ha. Sửa chữa rồi ổ gà nhiều, các anh em tài xế của mình lưu ý, đặc biệt là có tình trạng xe gắn máy, người đi bộ, xe đạp lưu thông trên tuyến Lộ Tẻ Rạch Sỏi này cũng rất là nguy hiểm. Nên là nếu mà các anh em mình không có cần nhu cầu ăn uống gì á, thì có thể là đi cái đường này. Còn mà đi gia đình ăn uống hoặc là tìm chỗ nghỉ ngơi, cây xăng đồ đó, thì có thể là mình ra quốc lộ 80 mình đi. Lúc đó là mình có nhiều quán ăn, nhiều lựa chọn hơn. Còn đây thì không có dừng nghỉ được mấy anh chị. Đó là những cái hiện trạng mới nhất của tuyến Lộ Tẻ Rạch Sỏi gửi đến tất cả quý vị và các bạn khán giả. Chúc tất cả các cô chú anh chị, tất cả các anh em tài xế có thật nhiều sức khỏe và lưu thông vạn dặm bình an nhé. Bye bye. Hẹn cả nhà một video tiếp theo nha. Vì đường này cũng quá dài đi, tới 50 km mà chạy cũng chậm, không có chạy nhanh được, nên là không có quay hết được toàn tuyến. Rất là mong các anh chị khán giả thông cảm ha.